top những cô nàng nóng bỏng nhất One Piece. Trung cuối quái vật ba đầu là ai? Hai, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Đại dịch Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp, khiến Việt Nam phải giãn cách toàn xã hội. Điều này ảnh hưởng trà bá đến kinh tế quốc gia, gây đình trệ mọi mảng đời sống và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường nhật của chúng ta. Các anh em cũng như bản thân mình, chúng ta phải ở nhà suốt khoảng thời gian diễn ra dịch bệnh. Cuộc sống vui vẻ bỗng chốc thu lại các cặp tình nhân thì anh xa em, em xa anh, học sinh xa trường, trường xa bác lao công, vân vân và mây mây. Sự buồn bã cô đơn ấy thường được anh em giải quyết bằng cách chơi game, chơi chán rồi thì xem phim, từ phim hành động, phim hài đến phim kinh dị. Có một số anh em đam mê như mình thì thích đọc manga và xem anime. Tuy nhiên, ai trong mỗi chúng ta đều hiểu rằng nếu chỉ ăn và chơi thì cuộc sống sẽ trôi qua vô cùng lãng phí, sức khỏe của ta cũng xa suốt hơn. Vì vậy, chúng ta cần rèn luyện sức khỏe chúng ta cần một môn thể thao tại nhà theo thiên hướng cá nhân và thay vì tập tạ thì đa số anh em chọn bộ môn chỉ dành cho thanh niên trẻ khỏe mình không tiện nhắc tên ở đây tuy nhiên đây là một môn thể thao đòi hỏi sự hiểu biết về nền điện ảnh xứ anh đào một bộ môn tập trung vào luyện tập cơ tay và thay vì được tập dưới nền nhạc vina house như môn múa quạt của anh khá thì nó lại được kết hợp với phần music của các phim hành động hai người đóng của nhật nắm bắt được tâm lý khách hàng bằng hồ sơ one piece quyết định tạo nên video hôm nay đó là một món ăn tinh thần bổ ích nhằm hỗ trợ thêm cho anh em có thêm động lực tập cơ tay. Lưu ý, video không có tính xếp hạng, xem mỹ nhân nào đẹp hơn vì trong mắt tớ, phụ nữ đều là những đóa hoa, không lòng vòng nữa. Và đây là video top những cô nàng nóng bỏng nhất One Piece, ai là mỹ nhân có số đo khủng nhất. Action thôi. Số 10, Unti. Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong danh sách là cô nàng Unti, một thành viên thuộc nhóm Tobi Roppo của băng Bách Thú. Cô nàng được đề bắt ở Aquano. Khi vừa xuất hiện, Unti đã gây ra sức hút cho độc giả bởi cô ấy là một người rất gương mẫu, luôn đeo khẩu trang nơi đông người. Cô ấy cũng là một chỉ huy mạnh mẽ dưới trướng tứ hoàng Đô. Với sức mạnh của mình, cô nàng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho bộ đội yếu đuối của băng mũ rơm là Nami và Usopp. Mình đã có một video riêng về cô nàng này, anh em có thể xem lại nhé. Quay trở lại điểm quan trọng nhất nào Vẻ bên ngoài, Uti là một cô gái có chiều cao trung bình Cơ thể nhỏ nhắn và da trắng Điểm nổi bật của cô Là chiếc váy ngắn khiến bao anh em lo lắng Cô đang mặc chiếc đầm khá mát mẻ Ở phần dưới Khiến những cú đá của cô mang lại nguy cơ lộ hàng rất cao Tuy phần vòng 1 không lộ liễu Như nhiều mỹ nữ khác Nhưng trong anime, phân cảnh Uti chơi Cụng đầu với Luffy Là một khoảnh khắc khiến nhiều anh em ngỡ ngàng Ngơ ngác Hãy tưởng tượng nếu Unti không dùng cái đầu có não đập vào lù mà là dùng hai cái đầu chứa sữa thì sẽ ra sao? Át hẳn, One Piece đã kết thúc trước thời điểm 5 năm mà Oda từng nhắc đến. Nói chung, tuy không quá nóng bỏng như những Nami hay Robin, nhưng thân hình của Unti thật sự đạt chuẩn của vợ quốc dân anh em ạ. Số 9. Black Maria Kế đến cũng là một mỹ nhân của băng bách thú Black Maria Ozawa. Cô nàng này là một chỉ huy Tobiroppo nhưng thay vì dùng mõm để gáy như mấy thanh niên khác trong team, Maria lại dùng cặp bưởi để đẩy đưa với mấy ông khác. Khi tứ hoàng Kaido ra lệnh cho nhóm Tobi đi bắt cô nàng Yamato trở lại, mấy ông kia vì thấy cơ hội thăng quan tiến chức nên vác mõm đi tìm. Còn cô nàng Maria lại bật mốt Japanese Antivirus và ngồi uống rượu gạo gẫm tổng đốc Kaido. Nhưng cô nàng đã sai lầm. Kaido chỉ có hứng thú, dùng truy đấu kiếm với mấy thanh niên samurai. Còn về vấn đề bíp bíp thì vị tứ hoàng này đếch đam mê. Sau đó, Maria lại một lần nữa dùng mỹ nhân kế để dẫn dụ các thành viên phe Samurai. Nhưng mấy trò dở hơi đó sao có thể làm dao động những chiến binh với ý chí kiên định của phe ta? À, chứ anh ba. Mà anh em nghĩ anh ba bị lừa dễ vậy á? No, anh em sai rồi. Sạn chỉ cố ý, cố ý thôi nhá. Cuộc chiến sau đó là của cô nàng Maria với chị đại Robin không hút. Kết quả thì anh em đã biết, chị hai băng mũ rơm hạ gục cô nàng Toby nhưng trong trận chiến đã có những cảnh tượng bỏng mắt người nhìn. Cụ thể, khi biến hình sang dạng lai và móc cây gậy ra solo, Maria đã không mặc áo. Đúng rồi, không mặc áo. Tuy cô quay lưng về hướng người xem, nhưng hai quả bưởi quá to đã làm cho bờ vai nhỏ bé ấy không thể che lấp hết. Thế là anh em có thể một tấm hai ten trong bộ sưu tập. Tuy nhiên, chả hiểu lý do gì, sang chapter sau đó, khi Maria quay người lại, thì cô lại có thêm một mảnh vải trắng che đi chỗ cần che. Sao lại thế nhở? Sao Oda lại nỡ làm vậy nhở? Trầm cảm quá đi mất. Thôi, tiếp tục nào. Số 8. Hiyori Vị trí thứ 8 là đệ nhất mỹ nhân Wano Quốc, con gái samurai huyền thoại Oden, em gái dâm long Momonosuke và là bạn gái tin đồn của Zoro. Đó không ai khác là Hiyori hay còn được biết đến với cái tên Komurasaki Tuy cô nàng ăn mặc không quá mát mẻ như những mỹ nữ khác, nhưng với danh hiệu đệ nhất gái sinh, Hiyori át hẳn phải có một thân hình perfect khiến nhiều ông phải chảy nước miếng. Tiêu biểu là Orochi, hắn luôn muốn có được Hiyori, nhưng em gái Momo làm sao lại chấp nhận kẻ thù gia tộc chứ? Thứ cô muốn là một chàng trai có khả năng thông thạo địa lý để chở cô đi phượt xuyên Wano. Người ấy là anh rổ bản đồ của chúng ta không những chiếc váy ngắn, không áo tắm hở hang, nhưng Hiyori lại toát lên vẻ quyến rũ với chiếc kimono cùng gương mặt cute của mình. Cô có nhiều biểu cảm rất đáng yêu và tớ cho rằng dễ thương cũng là một phần của sự nóng bỏng. Tóm cái váy lại, Hiyori nhìn không quá mờ lem nhưng thật ra rất mờ lem. Mình tin Oda sớm muộn cũng cho chúng ta ngắm một Hiyori mờ lem thôi anh em ạ. À. Số 7, Baby Five Tiếp theo là cô nàng Baby Five. Cô nàng này xuất hiện lần đầu tại Ark Pang Hazard với vẻ ngoài sexy, bầu sữa khổng lồ cùng với sự vẻ đẹp nghiêng ly đổ nước của mình. Baby đã khiến nhiều thanh niên ngây ngất. Ai nhìn thấy cũng muốn xác lập quan hệ trên tình bạn dưới tình beef với cô. Nhưng bọn họ lại lợi dụng chứ không thật lòng yêu Baby Five. Flamingo đã nhiều lần giết chết bọn đàn ông lừa gạt Baby 5, nhưng cô vẫn để bị lừa. Đúng là vì yêu cứ đâm đầu anh em ạ. Chúng ta được tiết lộ rằng Baby đã trải qua một quá khứ đầy đau khổ khiến cô có tình cảm với bất kỳ ai quan tâm mình và xem đó là tình yêu. Trải qua nhiều đắng cay ngọt bùi, cô nàng quyết định đi theo style cô hầu gái xinh đẹp nhằm tìm kiếm một cậu chủ nhà may mắn. Dòng đời đẩy đưa mà nói đúng hơn là Oda dẫn dắt, thanh niên não cao su đến quẩy nát Red Rosa. Tại đó, cậu thu nạp được một số anh em mạnh mẽ, trong đó có Sai, cháu của hải tạc lão làng Don Chin Với sự chân thành của mình, Sai khiến Baby Five cảm động và thế là họ yêu nhau. Hiện tại thì họ đang sống khá hạnh phúc. Sai thì cũng là một chỉ huy của hạm đội mũ rơm nên sớm muộn anh ta cũng comeback. Cùng với đó là Baby Five cũng sẽ đi theo hỗ trợ. Chúng ta cùng chờ đón sự trở lại của cô nàng nóng bỏng này nhé. Số 6 Yamato Vị trí thứ 6 là cô chàng Yamato, con gái tủ của Kaido Bách Thú. Xuất hiện lần đầu với dáng vẻ manly hai mặt sân bay cùng những lời giới thiệu là thiếu chủ này. Nhưng té ra Yamato lại là một cô gái với số đo 3 vòng đạt cấp độ vũ trụ. Cùng với sự to bự đến từ hai bầu sữa là một gương mặt xinh xắn, khả năng chiến đấu đỉnh cao và tính cách ngây ngô dễ thương. Nhưng tiếc thay, bình sữa nào cũng đến tay người khác, anh em ta FA vẫn hoàn FA. Mọi việc vẫn tốt đẹp, cho đến một ngày thằng khứa dâm long gặp Yamato. Thế éo nào mà nó lại được nấp vào giữa hai quả đồi ấy? Tại sao nhở? Phải chăng Luffy không còn là nhân vật chính? Phải chăng One Piece sắp đổi tên thành Momonosuke và hành trình tìm bưởi? Giờ thì anh em biết tại sao Dâm Long từ một thằng bé tội nghiệp mất hết gia đình và đang cố gắng trả thù cho đất nước lại trở thành nhân vật bị anti nhiều nhất vượt qua những lông đen hay chó đỏ chưa vì những dấu răng của nó trên bình sữa của nhiều chị em đấy. Quay lại cô nàng Yamato. Cô nàng có một màn xuất hiện rất ấn tượng với sức mạnh bá đạo cùng ngoại hình sang sự mịn nhiều fan rất mong đợi Yamato sẽ tham gia băng mũ rơm để biến băng nhân vật chính thành vợ bưởi của tân thế giới. Số 5. Rebecca Đây là cô nàng xuất hiện tại đấu trường Corrida app Red Rosa. Đồng thời, cô gái này cũng là con gái của anh hùng đấu sĩ Kiros và là cháu ngoại vua Riku. Tuy ra thế khủng, nhưng đất nước của cô lại bị Do Flamingo thôn tính hồng hạc bước lên ngôi vua đẩy hoàng tộc ri cư đến bờ vực của sự khổ cực rebecca phải làm đấu sĩ để kiếm sống và tìm cơ hội trả thù tại trận chiến tranh trái meramera rebecca xuất hiện với vẻ ngoài không thể kín đáo hơn cô mặc bộ giáp của đấu sĩ la mã cổ với chiếc bảo hiểm phun phây trên đầu bộ giáp rất kín đáo tới nỗi che được cả mấy chỗ cần che xem xong mình cũng không biết lợi ích của quả giáp đó là gì nhưng tóm lại thì đây thật sự là một mỹ nhân dù tuổi còn khá trẻ nhưng ngoại hình thì rất gì và này nọ. Cô có nhiều phân đoạn hở hang khiến các fan bỏng mắt, đặc biệt là pha để Luffy cưỡi lên người theo đúng nghĩa đen. Về sau, khi khôi phục địa vị công chúa, Rebecca đã ăn mặc kín đáo hơn với chiếc váy dài, nhưng nó vẫn không làm giảm sự quyến rũ và che chắn tốt cho hai quả đồi kia. Nói chung, một câu thôi, hết nước chấm. Số 4. Shirahoshi Kế top 3 là cô nàng công chúa tiên cá Sida Hoshi với thân hình to lớn khiến số đo ba vòng của cô rất đột biến. Trong một lần tình cờ, tình cờ thôi nhá, Luffy đi lạc vào một căn phòng tối om, cậu leo lên một cái gì đó rất mềm mà theo cách xạo ngôn của Lù thì đó là bánh pudding. Luffy sau đó test độ mịn của bánh và chi tiết này đã giúp ta phần nào biết được độ căng của Shira Hoshi. Chỉ với một bầu sữa đã đủ cho Luffy nhảy tưng tưng trên đó như trời thú nhún. Độ mịn này thì chuẩn khỏi bàn cãi Nhìn cái cách thằng Mên nhảy là anh em biết rồi đấy Tuy có vòng một khủng nhưng so với ngoại hình khổng lồ thì vòng một ấy là hợp lý Cô nàng này còn trẻ và rất lô ly mít ướt nên không đi theo hướng sexy girl cho lắm Dù vậy sự mờ lem của cô nàng là không thể bàn cãi Nếu lúc ấy không phải Luffy đi nhầm mà là anh ba Sanji Thì có thể anh chúng ta đã ra đi chân lạnh toát vì thiếu máu rồi cô nàng Poseidon này có một vai trò rất lớn trong tương lai. Chúng ta sẽ sớm thấy cô trở lại và có lẽ là với diện mạo thay đổi hơn. To hơn, mờ lem hơn. Mình rất là hóng anh em ạ. Số 3, Nami Cận Á Quân là miêu tặc Nami, quả bom nóng bỏng của thế giới One Piece. Với số đo bao vòng chuẩn chỉnh là 98, 58 và 88, Nami đủ sức ăn đứt tất cả các idol Nhật Bản hiện tại. Cô nàng này thường mặc bikini cho nó mát. Anh em ạ, à, độ sexy của cô nàng này thì khỏi phải nói. Mình đã nói đến nhiều lần trong video riêng về Nami. Cô nàng này có đường cong như một đường đua. Trong Aquano, khi đi tắm cùng Robin và Shinobu trong nhà tắm công cộng ở thủ đô, họ bị x và Hawkins đến kiểm tra nhằm bắt các samurai đang có ý định nổi dậy. Lúc này, với sự can thiệp nhẹ nhẹ của gió, nói đúng hơn là tác động tâm linh từ studio sản xuất, Chiếc khăn tắm của Nami đã tuột xuống, để lộ toàn bộ khung cảnh, đồi núi chập trùng, rừng cây, khe suối. Trước bức tranh thiên nhiên tươi đẹp ấy, đàn ông và cả phụ nữ tại đó đều đổ gục. Kể cả thanh niên x cũng bất lực phụt máu cam. Anh ba đang nhìn trộm bằng hắc tàng, cũng dính vương quyền sung sướng mà gục ngã. Chiêu thức khoe hàng thần trưởng của Nami thậm chí được so sánh với Haki bá vương khi nó đủ sức hạ cả một người mạnh như anh ba Sanji. Nami còn có nhiều cảnh nóng khác trước Time Skip. Cô nàng không thường ăn mặc hở hang, nhưng sau 2 năm ở đảo trên trời Trai Hát, Nami trở lại với phong cách càng ít càng mát, cùng ngoại hình lột xác khiến cô nàng là top mỹ nhân xinh đẹp và nóng bỏng nhất One Piece. Số 2. Robin Vị trí số 2 là nhà khảo cổ bằng mũ rơm Nico Robin. Trái với sự hiếu động và nữ tính của Nami, Robin là cô gái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô đã trải qua nhiều bi thương nên tính cách rất trưởng thành từ trước Timeskip, skip, Robin đã có thân hình cực chuẩn, vòng một to hơn Nami rất nhiều, nhưng nước da lại hơi giám nắng. Sau Timeskip, skip, Robin tích cực xài kem trộn và có được một làn da trắng hồng, không thua gì Nami. Số đo ba vòng của cô là 160-90, to hơn cô nàng miêu tặc một tí. Và tương tự như cô bạn của mình, Robin dần đi theo lối ăn mặc nóng mắt với những chiếc đầm ngắn hở vòng một hoặc những chiếc bikini siêu hot. Tuy không được săn đón và có nhiều cảnh hở bạo như miêu tặc, nhưng Robin luôn tạo ra một sức hút riêng, đó là sự huyền bí, trưởng thành và nhu mì. Cô cũng là nhân vật có nhiều phân cảnh mờ lem, vì là một trong những nhân vật chính nên cô nàng có nhiều đất diễn dẫn đến số cảnh nóng tăng vọt. Robin cùng Nami thường xuyên có những màn đỏ dáng bằng bikini trên bong tàu. Nổi bật là trong movie phim Gold, cô có màn chơi bóng chuyền giết chết hàng triệu con tim. Mỗi lần bóng tới tay Robin là y như rằng tớ quên rằng môn bóng chuyền chỉ có một quả bóng trên sân. Quý cô bằng mũ rơm qua xứng đáng ở vị trí này anh em ạ. Số 1, Boa Hancock. Quán quân hôm nay là Boa Hancock, người có khả năng sẽ là gì gì đó với anh mên cao su. Boa được biết đến là mỹ nhân đẹp nhất One Piece. Cô khiến bao cánh đàn ông nhìn vào là xỉu áp xỉu đao. Cùng với trái ác quỷ hóa đá, Boa khiến bất kỳ ai có ý định xấu với cô đều biến thành tượng. Mà với sắc đẹp ấy thì làm gì có thứ gì chịu nổi? đến cả phó đô đốc Momonga còn bất lực tự lấy kiếm đâm bản thân để tránh việc con bíp làm mù con mắt. Hancock cũng sở hữu cả ba loại haki, nhưng mình thấy điều đó là dư thừa anh em ạ. Boa mà khỏa thân như cách Nami làm ở nhà tắm Wano thì ông nào giữ nổi bình tĩnh. Tất nhiên là ngoài Luffy, anh bên nhà ta có một pha nhìn Boa tắm nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Quả nhiên là men anh em ạ, ngắm khung cảnh thế kia mà mặt vẫn tỉnh như chơi đồ. Boa Hancock có một vóc dáng đỉnh cao với kích thước vòng 1 lên đến 111cm, lớn hơn rất nhiều so với Robin và Nami. So với vóc dáng của một người bình thường thì kích thước đó là quá vượt trội anh em ạ. Điều này cũng chứng minh bò rất thông minh, ba cái đầu luôn mà. Hiện cô nàng đã bị kích khỏi vị trí thất vũ hải và đang bị ca khịa bởi đoàn hải quân do cô bị dẫn đầu. Nhưng khả năng cao là không có cửa với nữ vương hải tặc. Cô ấy giờ phải bảo vệ Amazon Lily nên chắc sẽ không bách ở Wano. Mình hy vọng sau ác này, Hancock sẽ sớm xuất hiện và cô nên thay đổi style sang bikini. Điều đó giúp Unpissed nổi tiếng hơn nữa anh em ạ. Chuẩn không? Chuẩn cho xin một like nào. Và cuối cùng là chuyên mục bạn hỏi tớ trả lời. Câu đầu tiên của bạn Tuấn Trịnh. Anh nghĩ sao nếu mẹ lù là thủ lĩnh tổ chức SWAT vì Kobe và x -Drake đã và đang giúp lù? Ừm, theo anh giả thuyết này vô cùng khó xảy ra. Đầu tiên là Kobe giúp Luffy từ khi cậu chưa là hải quân. Họ là bạn từ trước đó. x thì muốn tự cứu bản thân nên mới theo fellow. Hai người họ không nhận lệnh để giúp não cao su nên khả năng cao là điều này không đúng. Phe hải quân cũng không có hải quân nữ nào nổi bật. Chỉ có Chiru và Zion nhưng hai người họ lại lệch tuổi so với Dragon. Câu hỏi của duy nhất Vua biển có ăn được tứ hoàng không? Có người bảo cân bốn tứ hoàng. Câu trả lời là được nha em nhìn con vua biển ăn cánh tay của Sainz là biết rồi em. Đùa thôi, chắc chắn là không nha em. Vua biển không mạnh như vậy đâu, chúng chỉ mạnh khi hải chiến thôi. Trừ khi Big Mom hay Jordan rớt xuống biển thì mới gặp khó, còn hai ông kia không sợ nước em à? Cuối cùng là câu hỏi của bạn Đức Trung Trần. Anh nghĩ Lucy đến Wano thì đấu với ai? Trong video về Rob, anh đã có nói nha em, khả năng cao là Jinbe hoặc anh ba Sanji chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại video hôm nay cảm ơn anh em đã xem video chúc anh em một ngày tốt lành bye bye